Menu chua cay. Menu chua cay. Menu chua cay của hai bạn hôm nay sẽ là nắm tay nhau và cùng nhau làm bánh. Nắm tay nhau và cùng nhau làm bánh. Entrance Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Tay nhau và cùng làm bánh. Rất hợp với chủ đề. Để thắt chặt tình cảm trong quá trình làm bánh thì em mời hai anh chị vừa nắm tay vừa làm bánh nè. Thời gian bắt đầu 5 phút đếm ngược. Rồi, mọi người chỉ được di chuyển cơ thể qua lại hai bên để lấy đồ chứ không có được di chuyển đồ vật của mình đi ạ. Tình yêu này có vẻ hơi căng thẳng nha. Hai người hai bên nha cả nhà. Để nắm tay nha. Tình yêu căng thẳng quá anh ơi. Wow. Rồi, hãy thương anh Thành quá nè. 5 phút đếm ngược nha mọi người. Giúp. Anh tin giúp. Rồi, bên đen Duyên tới công đoạn nào rồi? Anh đang làm phần công đoạn là tạo độ cay cho bánh. Ồ, độ cay ạ? Và tạo độ cay cho bánh hôm nay em sẽ dùng tiêu Đắk Lắk. Entrance Professional, cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh. Rồi, anh dùng tiêu. Wow, ôi có cả ớt chứ, có ớt luôn. Ớt bên đó của chị Ngân. Ớt là của chị Ngân ạ? Tiêu nó sẽ tạo một cái độ cay nó không bị nồng, nó sẽ dịu và nó sẽ hòa với cái vị ngọt của sô cô la. Ồ, dạ. Cùng nhau chạy đi lấy. Cố lên, cố lên. Gì vậy? Đừng canh ở đây hả? Canh chỗ đó không có bị. Yên tâm, có người canh ở đây. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cà mê của vui là con trái rồi. Anh ơi. Hả? Sợ cà mê đâu có chút cháy luôn à? Là dễ thương. Khi mà nắm tay làm bánh thì cùng nhau hỗ trợ thôi. Rồi mình không có được, mình không có được giúp 2 phút để cho các mọi người thực hiện thử thách. Thực ra mình thấy 5 phút nó cũng không quá đáng. Thực ra mình thấy 5 phút nó cũng không quá đáng. Rồi chạy qua chạy lại kìa. Yeah. Hay quá, hay quá. Ngân lại là con gái nữa thì mình cũng muốn là ưu tiên Ngân xem Ngân muốn đi đâu làm gì. Cố lên, 2 phút nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành menu chua cay. May mắn là hai bạn đứng gần nhau, sát bên nhau chị ạ. Đúng rồi, chứ nếu một người mà đứng bên kia, một người đứng bên đây là thôi. Chạy qua chạy lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kết thúc menu chua cay.